Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi Bính Tý năm 2021 Nam Mạng Tử Vi tuổi Bính Tý 2021 Nam Mạng Gồm có các phần 1. Về phương diện sự nghiệp 2. Về phương diện tài vận 3. Về phương diện tình cảm 4. Về phương diện sức khỏe. 5. Sao chiếu mệnh. 6. Hướng xuất hành. 7. Tuổi sông đất. 8. Tử vi từng tháng. 9. Kết luận. Tử vi tuổi Bính Tý năm 2021 nam mạng, vận số gặp sao mạch Việt Quan Lộ Thanh Thang. Tử vi tuổi Bính Tý 2021 nam mạng sẽ có rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp bản mệnh vừa có thiên phú thông minh, lại cần cù chịu khó nên có nhiều cơ hội để thể hiện giá trị của mình, được lãnh đạo trọng dụng. Hơn nữa, quý nhân trong năm nay xuất hiện không ít, giúp bản mệnh xây dựng tiền đồ sáng lạn. Tử vi tuổi bính tý 2021 Nam Mạng Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Bính Tý 1996 cùng Thái Tuế cấu thành Tý Sửu lục hợp. Thiên Can Tân Kim Thiên ấn tương sinh với Bính Mộc Thương Quan. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân đem tới nhiều việc tốt. Tử vi tuổi Tý năm 2021 về mặt hung tinh có bệnh phù và mạch việt đe dọa bạn ngàn vạn lần không thể chủ quan cần đề cao cảnh giác nhất là về mặt sức khỏe tránh để bệnh tật đánh đổ mình năm được quý nhân lục hợp che chở người tuổi tí nhất định phải nỗ lực bằng trăm bằng mười người khác để tận dụng vận may này dù học hành hay sự nghiệp bạn đều sẽ chạm tới cảnh giới cao nhất cũng đừng tự đắc ý sớm đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi trắc trở khó khăn luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng về phương diện sự nghiệp gặp sao mạch Việt. Nam mạng tuổi Bính Tý 1996 trong năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến, tuy nhiên sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với Thái Tuế tuổi Tý Lục hợp năm Sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt, ngành chấp pháp cũng gặp nhiều tin vui, nhưng bản mệnh khá bận rộn và chịu nhiều áp lực bản mệnh có sao mạch Việt là thần vượng sự nghiệp, ý nói công tác, địa vị có sự đột phá rõ ràng. Tuổi bính tý năm nay có vận thế không tồi, có khả năng hòa hợp tốt với đồng nghiệp, được lãnh đạo quan tâm. Chỉ cần kiên định, khẳng khái thì có thể thuận lợi vượt qua kỳ thử việc, may mắn còn được thăng chức tăng lương. Với công nhân viên chức, trong năm nay công ty sẽ có sự phát triển tốt hơn, bản mệnh có thể mở rộng quy mô sự nghiệp. Quan trọng cần chú ý phần sức khỏe, không nên quá lao lực vất vả, nếu không tiền bao nhiêu kiếm được cũng chỉ để đi chữa bệnh mà thôi. Nam mạng sinh năm 1996 Bính Tý năm 2021 sẽ có rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Bản mệnh vừa có thiên phú thông minh, lại cần cù chịu khó nên có nhiều cơ hội để thể hiện giá trị của mình, được lãnh đạo trọng dụng. Hơn nữa, quý nhân trong năm nay xuất hiện không ít, giúp bản mệnh xây dựng tiền đồ sáng lạn. Về phương diện tài vận, thiên ấn. Tuổi 1996 không gặp tài tinh nhưng do tương hợp Thái Tuế sinh ra thiên ấn tinh, là ngôi sao đại diện cho vật chất. Năm nay có tuế hợp là các tinh lợi cho việc kết bạn bè, thăm viếng, khám bệnh, ký kết hợp đồng. Nhờ đó mà tài vận của người này rất sáng sủa, nếu gặp được hạng mục tốt bạn nên tranh thủ cơ hội. Tuy nhiên đừng quá hiếu thắng nếu không sẽ kích thích tiểu nhân ghen tị hãm hại chính tài tăng vượng, thiên tài may mắn, tuổi tí có cơ may trúng thưởng hay đi đường nhặt được tiền rơi. Tuy nhiên muốn nhận được nhiều cũng cần tích cực cho đi, đừng quá chi ly tính toán. Tài vận của tuổi bính tý nam mạng năm 2021 sẽ có thu nhập ổn định và nhiều cải thiện. Tuổi này vốn không phải kiểu người ăn chơi lãng phí mà rất có ý thức tiết kiệm tiền bạc. Năm nay cũng rất tốt cho việc đầu tư của bạn, nhưng vẫn chú ý chừa cho mình một đường lùi chứ đừng quá liều lĩnh. Về phương diện tình cảm, gặp Thiên Quan. Năm Tân Sửu 2021 khá thuận lợi đối với chuyện tình cảm của người tuổi Tý. Bởi Thái Tuế cùng tuổi này sinh ra Thiên Quan tinh, đại diện cho sức hấp dẫn người khác giới. Nữ mệnh hay nam mệnh đều dễ dàng gặp được người quan tâm để ý mình, riêng nữ thì có phần tốt hơn, nam cần cố gắng nhiều hơn. Nam Mạng Bính Tý sinh năm 1996 trong năm 2021 sẽ dễ phát triển cảm tình, có vận đào hoa khá tốt, không chỉ số lượng mà cả chất lượng cũng đều cao. Người đã kết hôn thì cảm tình tươi mới, ít mâu thuẫn hơn hẳn, dù có khắc khẩu nhưng cũng sẽ nhanh chóng giảng hòa bố mẹ cũng rất chú tâm vào con cái, trợ giúp cho việc học của con đạt được nhiều thành tính, gia đình càng thêm hòa hợp vui vẻ. Đối với tuổi bính tý 1996, năm nay bạn sẽ có nhiều tiến triển trong quan hệ với người khác. Nhưng thật đáng tiếc là vì bản mệnh chưa đủ trưởng thành nên khó chinh phục được người ấy, tỷ lệ gặp được người trong mộng cũng không cao tử vi số khuyên bản mệnh nên thông cảm hơn cho vợ đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ đừng chỉ lấy mình làm trung tâm người độc thân cũng đừng nên nản lòng hãy cứ giữ quan hệ chung tốt đẹp sẽ kết giao được với bạn bè rất tốt nhân duyên lại đến lúc không ngờ về phương diện sức khỏe gặp bệnh phù Nam Mạng sinh năm 1996 tuổi Bính Tý cùng Thái Tuế cấu thành Tý sử hợp, đồng thời Thiên Can Tân Kim Thiên Ấn khắc Bính Mộc Thương Quan, thế nên sức khỏe có điểm xa sút đặc biệt là da rẻ, thận đều có thể gặp vấn đề. Tuổi này sẽ gặp sao bệnh phù vào năm 2021, tuy nhiên chỉ cần chú ý điều trị là có thể khỏi bệnh. Bản mệnh cần chú ý rèn luyện cơ thể thường xuyên, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Ăn uống cần đảm bảo an toàn vệ sinh, ngủ sớm dậy sớm, không nên làm việc thất thường, phản khoa học. Nam mạng tuổi bính tý có vận thế năm 2021 biểu hiện đều tốt đẹp, nhưng với sức khỏe cần đề phòng bệnh mạng tính hoặc bệnh lâu không dứt. Dù không phải là vấn đề lớn nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hôn nhân. Bản mệnh cần chú ý tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông, không nhậu nhẹt quá mức để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Sao chiếu mệnh Xem sao chiếu mệnh năm 2021 tuổi bính tý 1996 nam mạng là kế đô. Sao kế đô vốn là hung tin của nữ giới, thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của tang khó, bệnh tật thị phi, đau khổ buồn giàu, họa vô đơn chí. Người tuổi bính tý là mạng hỏa, chuột dưới ruộng đồng, là người hiền lành lương thiện. Nội tâm nhiều hoài bão ước mơ nhưng khá nóng tính năm 2021 tân sửu căn mệnh không được hòa hợp với ngôi sao chiếu mệnh của mình nên khá xấu. Bính tý mạng hỏa gặp sao kế đô ngũ hành thổ dù tương sinh nhưng căn mệnh hao tổn nên vẫn tương đối vất vả. Năm 2021 tân sửu vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng. Đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ bính tý cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp. Hướng xuất hành các hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi Bính Tý 1996, ngày mùng 1 Tết vào ngày thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết vào ngày chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam, Tây Bắc. Ngày mùng 5 Tết vào ngày thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam tuổi sông đất. Đầu năm chủ nhà tuổi bính tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm mậu thìn, quý sửu, kỷ tỵ, kỷ hợi đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đẩy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi bính tý sinh năm 1996 nam mạng. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 5 tháng 3 năm 2021. Dự báo cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với Thái Tuế Sửu thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo, từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi Tý sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch Dương lịch từ ngày 5 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Dự báo, mọi việc không được chỉ trệ, thị phi không tha cho ai. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 2 âm lịch có thực thần là mão mộc không có quan hệ gì với thái tuế sửu thổ. Thiên can tháng đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có trốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch, dương lịch từ ngày 4 tháng 4 năm 2021 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021. Dự báo quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa. May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp. Có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021. Dự báo: Vất vả tiền tài, tình cảm lên hương tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 4 âm lịch tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của thái tuế tương sinh nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với thái tuế người tuổi tý có nhiều quý nhân che chở bản thân chiếm ưu thế trong công việc đường thi cử thuận có lợi cho cầu công việc mặt hợp tác làm ăn tốt tài vận có điểm khả quan nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả buôn ba nam mạng gặp chuyện tốt về tình cảm biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt tháng năm âm lịch dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc triệu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại thái tuế lại thêm tí mạng tương sung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp. Nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn. Người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càn không được tham lam bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch Dương lịch từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021 dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế. Nguyệt lệnh tương xung thái tuế, mạng chủ tương hại nguyệt lệnh. Có thể thấy bạn sẽ có một tháng 6 khó khăn trùng trùng. Công việc không thuận lợi, nhiều áp lực, bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nhiều quy định. Về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn nên bản thân không nên quá cố chấp cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động. Nếu không áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề. Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. 1996 hợp màu gì chắc là thắc mắc của nhiều người. Cách để chọn màu sắc phù hợp với với bản thân là phải biết mình mệnh gì. Màu sắc tương sinh với ngũ hành Vậy người sinh năm 1996 mệnh gì? Tuổi con gì, hợp màu gì? Tháng 7 âm lịch. Dương lịch từ ngày 7 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dự báo sinh khí sinh tài, học cách tiêu tiền. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp cùng nguyệt lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với sửu thổ nhưng mạng tý thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi tháng này người tuổi tý có lợi cho việc hợp tác làm ăn quý nhân giúp đỡ tốt cho đường thi cử học hành làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ, nhỏ tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch, dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021 dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa cát đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn nâng cao năng lực bản thân thì hơn khi làm việc không nên quá tính toán được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng người tuổi tý sẽ được quý nhân che chở cải thiện vận sự nghiệp mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp dễ được nâng đỡ và quan tâm tháng 9 âm lịch dương lịch từ ngày 8 tháng 10 năm 2021 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021 dự báo kỵ cố chấp nên lễ nghĩa vạn sự thuận theo tự nhiên tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh vận sự nghiệp người tuổi Tý sẽ đối diện với chút sóng gió nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng Tháng này người tuổi Tý nên tìm công việc mới có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút, người tuổi Tý phải tự mình điều chỉnh sớm. Tháng 10 âm lịch, dương lịch từ ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021 dự báo tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, nguyệt lệnh và thái tuế không chung chí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí, thông minh nhanh nhạy hơn. Ứng phó khéo léo trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây họa tiêu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch Dương lịch từ ngày 7 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dự báo tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng nguyệt lệnh tương hợp thái tuế thuận lợi cho mạng chủ tý thủy. Sự nghiệp tháng này của tý rất tốt, có điểm lên chức. Người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi tý cũng nên tích cực chủ động, không được ý trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử, tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch Dương lịch từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến ngày 4 tháng 2 năm 2021 dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh tí thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc, nhiều việc bận rộn, người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt nhiều người để ý tán tỉnh. Nam mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận: Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Bính Tý năm 2021 nam mạng mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình chúc các bạn có một năm mới tân sửu bình an hạnh phúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại